Mới đây, dư luận và những người yêu bóng đá nước nhà lại có dịp dậy sóng với tình huống đá phạt thẳng vào lưới đội nhà của đội trưởng Văn Quân bên phía câu lạc bộ Cần Thơ trong trận đấu với Bình Phước tại vòng 1/16 cúp quốc gia. Như vậy, chỉ vài tuần sau tình huống sai lầm đáng ngờ của Tấn Trường trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup, bóng đá nước nhà lại có thêm tình huống bị tình nghi bán độ nữa được diễn ra. Qua những sự việc đáng nghi ngờ diễn ra gần đây, thì hãy cùng điểm qua top 5 vụ bán độ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Sông Lam Nghệ An và vụ án mua chiếc vô địch năm 2001. Để đoạt chiếc vô địch đầu tiên của mùa bóng bán chuyên nghiệp đầu thế kỷ, Sông Lam Nghệ An phải thắng được Công an Hải Phòng trên sân Lạch Tray ở vòng áp chót và phải thắng cả trận tiếp theo trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng cuối cùng. Khi đó, trung vệ Nguyễn Hữu Thắng, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, đã đề bạt ý kiến về việc mua độ hai đội bóng này. Do có mối quan hệ tốt với các cầu thủ đối phương, Hữu Thắng đã mua độ thành công và tiêu hết hơn 150 triệu đồng của câu lạc bộ để mua về chiếc vô địch cho Sông Lam Nghệ An mùa giải năm đó. Lã Xuân Thắng và pha đá phản lưới nhà gây nhức nhối. Trong trận đấu mà Công an Hà Nội thắng An Giang 4-3 ở mùa giải 1997-1998, trung vệ Lã Xuân Thắng bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khiến tất cả những khán giả có mặt trên sân hàng đẫy như chết lặng khi tung cú sút đẹp mắt về thẳng mảnh lưới của đội nhà. Ngoài ra, thủ thành Đỗ Thành Tôn của đội bóng thủ đô cũng đứng sai vị trí một cách khó hiểu trong bàn thua này. Sau tình huống này thì Lã Xuân Thắng đã bị treo giò vĩnh viễn sau khi những điều tra ra được những người giật dây cho Lã Xuân Thắng là những chùm cá độ có tiếng của Hà Nội thời điểm ấy. 6 cầu thủ Đồng Nai dính chàm năm 2014. Tháng 7 năm 2014 là một mốc thời gian đánh dấu sự sụp đổ của bóng đá Đồng Nai sau khi 6 cầu thủ của câu lạc bộ này bị bắt vì có dính líu vào phi vụ đánh bạc và dàn xếp tỷ số tại giải vô địch quốc gia V-League ở trận gặp Than Quảng Ninh. Theo điều tra của Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an, nhóm 6 cầu thủ bao gồm Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến và Đinh Kiên Trung, Phạm Hữu Phát đã tham gia đánh bạc và dàn xếp tỷ số tại trận Than Quảng Ninh Đồng Nai dưới sự cầm đầu của đội trưởng Phạm Hữu Phát với số tiền bán độ lên đến 400 triệu đồng. 9 cầu thủ The V-Sign Ninh Bình và vụ bán độ tại đấu trường Châu Lục. Sau trận đấu đầy hấp dẫn giữa câu lạc bộ The V-Sign Ninh Bình và câu lạc bộ Kelantan tại Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2014, cơ quan cảnh sát hình sự PC45 Ninh Bình đã bất ngờ ra lệnh tạm giữ tới 9 cầu thủ của câu lạc bộ The V-Sign Ninh Bình do có liên quan tới những tiêu cực diễn ra trong trận đấu này. Sau khi điều tra làm rõ, PC45 đã thông báo rằng nhóm 9 cầu thủ, bao gồm cả những cái tên đã từng là tuyển thủ quốc gia như Lê Quang Hùng, Nguyễn Gia Từ, Trung Ngọc Anh hay Trần Mạnh Dũng, đã nhận tổng số tiền bán độ lên tới hơn 1 tỷ đồng cho chiến thắng 3-2 trước Kelantan. Nhóm cầu thủ này đã bị treo giò vô thời hạn trên toàn châu Á. Riêng tiền vệ Trần Mạnh Dũng được xác nhận là người đứng đầu và phải chịu án là 30 tháng tù giam. Thế hệ vàng Văn Quyến, Quốc Vượng và vụ đại án Bacolod lịch sử. SEA Games năm 2005 tại Philippines chắc chắn là một kỷ niệm buồn mà không một cổ động viên bóng đá Việt Nam nào muốn nhắc đến. Nỗi hổ thẹn tại Bacolod bắt đầu vào một buổi trưa ngày 24 tháng 11 năm 2005, trước khi diễn ra trận Việt Nam-Myanmar. Lê Quốc Vượng gặp các cầu thủ là Trần Hải Lâm, Lê Văn Trương, Lê Vật Hiếu, Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vinh để bàn bạc rằng nếu Việt Nam thắng cách biệt Myanmar một bàn thì sẽ có người cho tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Cả nhóm đồng ý thực hiện theo lời bàn của Vượng. Sau đó, kết quả trận đấu này diễn ra đúng với những gì mà Quốc Vượng tính toán và chiến thắng 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ngay sau khi giải đấu kết thúc, cơ quan cảnh sát hình sự đã bất ngờ tố cáo những cầu thủ kể trên của U23 Việt Nam tham gia đánh bạc và cá độ tại SEA Games. Vụ án này được Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 25 tháng 1 năm 2007 và phúc thẩm vào ngày 20 tháng 4 năm 2007 với mức án là 6 năm tù, sau đó được giảm xuống là 4 năm cho cầu thủ đứng đầu là Lê Quốc Vượng. Các cầu thủ liên quan đều phải nhận mức án tù treo và án cấm thi đấu dài hạn.